Có một lần thầy viện chủ thầy mới nói với Pháp Hòa, thầy nói rằng á, mình sống ở đời á, mình phải làm cái gì cho nó có lợi ích cuộc đời của mình, cho nó đáng sống. Chứ sống mà buông trôi, sống mà bỏ phế thì thầy cảm thấy cuộc đời nó uổng phí quá. Mình sống ở đời mình phải làm cái gì đó, mình làm lợi cho người, cho đời. Thì Pháp Hòa có nhớ một câu chuyện, có ba vị cư sĩ đến gặp một vị hòa thượng, nói bạch hòa thượng, xin hòa thượng dạy cho con thế nào sống để được an vui. Thì vị hòa thượng mới nói rằng, ba đạo hữu cho tôi biết đi, ba đạo hữu sống để làm gì? Nói dạ con sống là tại vì con sợ chết, con ham sống, con sẽ không thích chết. Cái người thứ hai mới nói dạ con muốn sống để con khi con về già đó, con muốn con có nhiều con nhiều cháu. Người thứ ba mới nói dạ con sống là bởi vì con muốn người nhà con nương tựa con là cái người phải có trách nhiệm là lo hết cho gia đình. Thì hòa thượng mới trả lời, nói ba đạo hữu nghĩ như vậy hèn chi không có được an vui. Hỏi sao vậy? Nói tại vì trong khi sống mà lo cái chết, trong khi sống mà cứ sợ hãi cái chết cho không vui. Đang tuổi trẻ, đang khỏe mạnh mà không có tận hưởng, không có làm cái gì đó, trong cái khi còn khỏe mạnh mà cứ ngồi đợi chờ già cho không vui. Và cái trách nhiệm của mình đó không phải đợi tới già mới có trách nhiệm, mà trách nhiệm của mình trong từng giây từng phút cứ làm. Thì thành thử ra hiện tại mà các đạo hữu cứ nghĩ tới cái ngày về sau này cho các sĩ lo sợ. Lo sợ là mình già mình không có được lo cho con, mình già mình không có đủ con cháu như ý mình muốn, rồi một ngày khi mình chết. Cho nên ba vị sống mà sợ hãi nhiều quá không vui. Nói vậy thì hòa thượng dạy làm sao cho con vui. Thì hòa thượng mới hỏi tiếp, nói vậy thì ba vị muốn làm sao mới được vui. Để nói dạ con muốn sống mà có nhiều tiền. Người thứ hai mới nói dạ con muốn làm sao mà con sống mà con có được một cái tình yêu. Người thứ ba nói dạ con muốn sống làm sao mà con có cái danh ở trong đời. Thì hòa thượng mới đáp, hòa thượng mới nói như vậy quý vị sẽ mãi mãi không vui. Hỏi sao vậy? Nói tại vì khi mà quý vị có nhiều tiền rồi đó, quý vị lo giữ gìn cất giấu rồi muốn có thêm sao mà vui nổi, lo lắng. Có tình yêu thì phải bảo vệ, thôi người yêu bay làm sao, phải không? Rồi chưa nói chuyện ghen tương nữa. Rồi cái thứ ba là có danh đó, thì quý vị cũng sẽ khổ vì danh, cho quý vị sẽ mãi mãi không vui. Thì ba vị mới nói vậy thì theo hòa thượng chúng con phải tu như thế nào, sống như thế nào để được vui. Hòa thượng mới nói như thế này, thay vì các đạo hữu nghĩ có tiền mới được vui, có tình yêu mới vui, thì ba đạo hữu nghĩ như vậy, có tình có tiền, nếu con có tiền con sẽ dâng tặng bớt cho người, nếu con có tình yêu con sẽ hiến dâng, nếu con có danh vị con sẽ phục vụ mọi người. Thì bây giờ Pháp Hòa giải thích, bây giờ mình nghĩ đó, nếu mà mình có tiền nhiều chưa chắc đã là vui, tại vì nhiều khi có tiền nhiều mà mình lại không có hạnh phúc trong gia đình. Tại vì muốn có tiền nhiều á là mình phải bươn chải, mà mình bươn chải á thì mình không có thì giờ với gia đình. Rồi thậm chí á, có tiền nhiều nhưng mình không có sức khỏe. Có ai mà nói tôi đi mua, thường thường người ta nói á, có tiền mua tiên cũng được, tay nói vậy. Nhưng mà nói là nói vậy thôi, chứ thật sự có những thứ không cần là tiên mà mua cũng không được như thường. Chẳng hạn người ta nói á, có sức khỏe là tiên đúng không? Ta nói ăn được, ngủ được là tiên. Mà ăn được mà ngủ được là tượng trưng cho sức khỏe. Vậy thì có tiền mà mua được giấc ngủ ngon không? Chưa chắc. Bởi vì có nhiều khi mình có tiền, nhưng mà cái tiền đó có thể là, một là do mình làm việc không có chính đáng có được, cho mình cũng sợ sao cướp giật. Rồi nếu có tiền đó do mình làm chính đáng mà lên, nhưng mà nhiều tiền thì mình cũng sợ mất. Cho nên nhiều khi có tiền không mua được giấc ngủ. Mình có tiền mua thuốc bổ uống,
nhưng mình không mua được sức khỏe của mình. Mình có tiền mình mua cái bảo hiểm nhưng không mua được sự an toàn. Mình có tiền mình mua cái đồng hồ rất mắc để mình đeo nhưng mình không mua được thời gian. Thành thử ra người ta nói có tiền mua tiên cũng được. Rồi câu thứ hai người ta nói là ăn được ngủ được là tiên. Đúng rồi đó, mình ăn được ngủ được, ăn ngon lành, ăn không có gọi là picky, tức là không có sao khó khăn trong chuyện ăn uống, nằm xuống là ngủ không có lo lắng thì mới gọi là tiên. Còn nếu mà nằm xuống mà đắn đo mà lo lắng và suy tính thì mất ngủ. Đồ ăn rất ngon, nhiều món ngon lắm nhưng mình ăn không được là vì mình đau khổ, mình buồn bực, thí dụ vậy, thì cũng không có tiền mua được. Thì cho nên á, vị hòa thượng mới nói quý vị mà muốn có tiền nhiều rồi á, quý vị phiền não nó đeo theo. Rồi cái thứ hai á là gì? Thứ hai là có tình yêu. Là thường thường á, người ta muốn có một người yêu á, là người ta phải đeo đuổi. Mà hễ mà đeo đuổi rồi có được cái người như ý mình rồi đó, bắt đầu mình phải làm sao, phải làm sao giữ chứ, có phải giữ. Mà muốn giữ là phải tìm hiểu coi ảnh thích cái gì, em đó không thích cái gì. Thành thử cứ phải để ý nhau, tìm hiểu nhau để mà làm gì, làm vui lòng nhau để bảo đảm người đó bên mình. Mà nếu mà người đó mà có nhan sắc một chút thì mình cũng lo lắm, đi đâu mà không có mình thì mình cũng rầu lắm. À, mình phải canh, mình phải giữ. Cho nên rồi thành thử muốn giữ cái hai chữ hạnh phúc đó cũng phải đánh đổi, phải tranh đấu đủ thứ hết. Cho nên lo lắng nó cũng đi theo. Rồi giờ có danh, ai bảo đảm mà cái danh của mình đó, là mình không phải mất bao nhiêu công sức. À, một vị mà người ta muốn ra tranh cử rồi, đổ biết bao nhiêu tiền của công sức vô để mà có thể có được một cái danh vị ở trong xã hội. Cho nên á, hòa thượng mới nói á, đa ba vị mà nghĩ như vậy hoài đó thì ba vị không có vui đâu. Tu là gì? Tu là chuyển. Bây giờ cũng sẽ có tiền, cũng sẽ có tình yêu, cũng sẽ có danh. Nhưng mà cái danh, cái tiền để làm cái gì? Có nhiều tiền không phải để giữ mà phải sớt chia. Mà quý vị để ý coi, mình mà có sớt chia được cho ai đó, tự nhiên trong lòng mình thấy nó vui lắm. Nếu thật tâm mà mình có cái lòng đó, mình sẽ thấy mình vui. Tại sao vậy? Thì mình thấy rằng ít ra mình sống mà mình có trang trải đến người khác. Và tự nhiên trong lòng mình cũng có một cái niềm tin. Một có cái niềm tin là một ngày nào mà mình có bị những cái khó khăn gì á, tự nhiên ở đâu đó cũng sẽ có người tới hộ giúp cho mình. Vì sao? Vì mình sống mình có nghĩ tới người. Chứ nhiều khi mình sống á, mình không nghĩ tới ai hết á, mình chỉ nghĩ cho mình thôi, cũng được thôi, ai trách phiền gì mình đâu. Nhưng mà mình sẽ biết rằng mình không có bạn, mình không có những người mà người ta nhớ nghĩ đến mình, vì mình sống mình chỉ biết mình thôi. Cho nên hòa thượng nói có tiền không có sao, nhưng mà quý vị nghĩ thêm chút nữa đi, tức là có tiền quý vị sớt chia cho người khác, phụ bớt với người khác. Đâu có phải đợi giàu có mới phụ được, mình nghèo cũng được nữa, mình phụ trong cái khó cái nghèo của mình. Thí dụ mình có 5 đồng mình giữ 4 cho người ta một. Thành sự khi mình thấy là khi mình làm được cái việc đó trong lòng mình vui lắm. Vị nào mà đã từng có cái tâm hạnh dâng tặng như vậy, quý vị sẽ thấy nó khác. Thí dụ như người ta tới người ta xin mình mà mình không cho, nó tự nhiên trong lòng mình thấy khó chịu lắm. Mình cho được ít nhiều gì cho được á, tự nhiên mình thấy vui, mình thấy thoải mái. Đó, sống như vậy thì tự nhiên mình thấy mình có tiền nó chính đáng. Cái tiền mình giữ đâu có đem theo được mà mình biết sớt chia. Cho nên cái tu của mình á là mình chuyển và mình mở rộng ra. Thí dụ như chỉ cần mình đổi một chữ thôi, đời sống hàng ngày của mình á. Ví dụ mình biểu đứa con của mình á, con phải làm cái này, tự nhiên nó nghe cái chữ phải đó, cái tự nhiên nó cảm thấy hình như nó bị ép uổng. Giờ thay mình đổi chữ thôi, con nên làm cái này, thì tự nhiên nó cảm thấy đây là một lời khuyến khích chứ không phải là một lời ép uổng. Cũng muốn nó làm thôi, nhưng mà mình dùng cái chữ nên hơn là chữ phải. Thí dụ thôi,
Mình bữa nay tuyết nhiều quá, ba ra xúc tuyết mà nó ngồi trong này nó coi tivi. Mình nói là con ra con xúc tuyết với ba đi. À, con nên ra phụ với ba để có cái tình, mà một lát nữa rồi vô con xúc được phần nào thì ba cũng đỡ phần đó. Tự nhiên nó nghe cái mình ra, mình nói con phải đi ra xúc. À, hay là hai đứa con trong nhà, một đứa thì đi một đứa không, thì giờ mình muốn cái đứa kia đi, mình nói thì nó nói tại sao nó phải đi, nó không phải bởi vì anh của con bữa nay bệnh hay là đang bận một công việc gì đó thì con nên ra con phụ cho anh một chút. Hoặc là hai đứa đi ra, nó hai đứa ra làm cho lẹ để anh con vô con còn học học bài, làm bài hay đi làm. Thì cuộc sống này á, nhiều khi mình thay đổi một cái chữ thì tự nhiên mình cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn. Quý vị có thấy được điều Hòa nói vậy đó? Thử ra tất cả là do chúng ta ứng dụng, chúng ta ứng dụng như thế nào. Cho ở đây Hòa Thượng mới nói các vị có tiền cũng tốt, nhưng mà thay vì như vậy, quý vị nên mở rộng cái lòng ra, mở rộng cái lòng để làm gì? Để mà quý vị thấy rằng cái tiền của mình đó, mình xài nó chính đáng. Và khi mình mở rộng được lòng như vậy thì tự nhiên ở chỗ khác nó có tới với mình. Mình có mở cửa với người khác thì người khác mới mở cửa với mình. Mình lấy ví dụ như ở Việt Nam đó, quý vị thấy Việt Nam thời đó, Việt Nam sáng ra là trong xóm trong hẻm nhà nào cũng mở toang cửa trơn. À, nhà nào cũng mở cửa ra hết. Phải không? Thì ai đi ngang cái mình khi đi chợ về cái thấy chị ba chị tư vậy đang ngồi lặt rau cũng tấp vô thăm hỏi vài câu rồi mới đi về nhà mình. Có phải vậy không? Chứ cái tình ở Việt Nam nó đẹp, nó dễ thương như vậy. Có nhiều khi mình mới ăn tô cơm nhà mình xong nhà mình không ăn đâu. Xách qua nhà hàng xóm ngồi. Quý vị thấy không? Cho nên cái mở cửa nó rất hay. À, mà ở Việt Nam mà nghe mà nhà nào hữu sự một cái thôi là từ ở cái đó, cuối xóm cho tới đầu xóm tụ về cái nhà đó hết, coi coi có giúp đỡ được cái gì không. Thành ở Việt Nam mới nói đó, bà con xa không bằng lối xóm ở gần, khi tối lửa tắt đèn cũng nhờ lối xóm. Phải không? Nhiều khi bà con xa đâu có gần mình, mà lối xóm gần. Cho nên mình sống mà mình biết suy tư, mình biết lân mẫn tới những người xung quanh hay lắm. Cái đó rất là hay. Mà ở đây quý vị thấy mặc dù á, nhà nào cũng đóng cửa đó, cái xứ này là cái xứ ai cũng đi làm khóa cửa lại, rồi về tới nhà lạnh thấy mồ, ai dám mở cửa, đóng lại. Nhưng mà dù người ta đóng cửa nhưng người ta có mở lòng. Người ta có mở lòng, quý vị thấy không? Haiti mà động đất thôi, Mỹ cho 100 triệu, Canada cho 50 triệu. Chẳng những vậy mà cho lính, cho hàng triệu người, nhân viên xã hội đi qua tận bên nước đó để mà giúp đỡ, chở không biết bao nhiêu đồ ăn qua bển, không biết bao nhiêu thuốc men qua bển. Cho nên vì cái hoàn cảnh, vì cái đời sống xã hội, cửa thì đóng, nhưng mà cửa lòng có mở. Cái cửa lòng người ta có mở. Rồi đó, Pháp Hòa nghe nói là Canada còn có ý là giống như matching nữa đó. Có chưa? Có rồi phải không? Đó. Cái kỳ mà bão lụt 2004 mà cái bão gì nó kêu là tsunami đó. Một công dân Canada mà cho 50 đồng, chính phủ sẽ cho 50 đồng. Cho nên kỳ đó mà Phật giáo tại Canada mình vận động được 200 ngàn. 200 ngàn Phật tử, 200 ngàn đô Phật tử ủng hộ, chính phủ Canada cho 200 ngàn. Rồi bây giờ một trận này chính phủ Canada bây giờ tiếp tục matching. Quý vị thấy không? Một cái đất nước mà người ta mở lòng như vậy. Cho nên đó là mình sống mình có mở lòng. Mở lòng với người khác. Quý vị để ý đi xe mà tuyết mà mình đang ở trên đường mình bị như vậy, mà cái người nào mà họ biết trong xe họ có sẵn, họ có đồ xúc, họ bước xuống xe, họ phụ cho mình, họ đẩy xe cho mình, không cần quen biết. Cái đó là người ta có tu đó, ta tu cái phước. À, người ta tu cái phước. Thở đây á, mình có tiền của đời sống của mình được mở lòng.
Quý vị nhớ hồi đó mình ở Việt Nam mới qua, mình có gì? Đâu có gì đâu. Hai bàn tay trắng. Rồi từ từ mình có. Bây giờ mình có rồi, mình nghĩ tới những người nghèo. Mình nghĩ tới những người khốn khó để mình chia sẻ. Giờ Pháp Hòa nói thật chứ, dụ bây giờ mà đi đâu và Phật tử có cúng, Pháp Hòa cũng để vô chùa. Còn không là để dành đó đi giúp đỡ cho những người nghèo khó ở Việt Nam. Nên mình nghĩ rằng mình ở đây ăn cũng có, mặc cũng có, đầy đủ, không có sao. À, mà nếu mình có thiếu, cái thiếu của mình cũng không đến nỗi. Thôi mình có thể giúp được, mình cứ giúp. À, cho nên mình nghe lời Hòa Thượng dạy. Không phải là kêu mình đừng kiếm tiền. Không phải. Có tiền tốt. Nhưng mà có tiền mà biết chia sẻ, cái đó là hay. Cho nên Hòa Thượng dạy mình cách sống có an lạc. Cái cách sống không phải nhiều tiền mà an lạc, mà sống có tiền mà biết chia sớt thì tự nhiên đời sống mình có an lạc. Hiện tại tâm mình an vui vì mình biết rằng mình sống mà mình không có bo bo, mình giữ của mình mà mình biết trang rãi tới người khác. Cái điều thứ hai, có tình yêu hiến dâng. Hiến dâng này không có nghĩa là ô mình có cái người tình yêu đó mình đem tặng, nhưng không phải. Cái chữ tình yêu hướng dẫn này là như thế này: mình có được một tình yêu mà bây giờ mình mở cái tình của mình cho nó rộng nữa, là mình tình thương cho tới mọi người, mọi loài nữa. Mình có một người để mình yêu rồi, coi như là của cá nhân mình rồi, nhưng mình mở làm sao mình có một tấm lòng bao la như biển nữa. Thật ra thì nếu ai sống cho riêng mình thì lòng cũng có rộng, nhưng mà rộng như sông thôi, phải không? Còn nếu ai mà sống cho mọi người thì rộng, mà rộng như như biển. Thật ra thì sông nó cũng có cái rộng của nó, nhưng mà rộng như sông thôi. Biển thì có rộng mà rộng mênh mông đó. Cho nên mình cũng có cái khúc sông, mình cũng có khúc biển. Quý vị hiểu ý như vậy. Cho nên á, mình là diệu dụng của cái tâm rồi đó. Cái tâm mình nó diệu dụng rồi đó. Ở trong ly này thì nó tròn, nó dài, cho nó ra cái dĩa thì nó rộng. Nó là nước, mà thể nó là nước rồi thì tùy theo cái đồ đựng. Đồ đựng rộng thì nó ra rộng, đồ đựng hẹp nó ra hẹp. Sống được như vậy. Cho nên người ta mới gọi, người ta ca ngợi cái nước của Quan Âm Bồ Tát cầm trên bình đó. Nước này vuông hay tròn là tùy theo bình chứa đựng. Gặp mùa xuân thì loãng, gặp mùa đông giá thì nó đặc lại. Loãng hay đặc nó cũng là nước. Dưới ngọn bút của quân vương sẽ trở thành ơn mưa móc. Bây giờ ông vua ông phê vì duyệt tấu chương đó. Ổng mà say yes là dân có tiền, mà ông say no là dân không có tiền. Thấy không? Thì chỉ cần một cái chữ ký của ông thôi. Không, chỉ cần một chữ ký của ông thôi. Cho nên dưới ngọn bút của quân vương thì sẽ trở thành ơn mưa móc. Với trên đầu dương liễu của Bồ Tát sẽ trở thành cam lộ thanh lương, cũng là nước mà ứng dụng đúng. Không, ông vua mà ổng mà thấm cái mực, bởi vì mực hồi xưa mài là phải có nước, mà mài mực mà xong rồi ổng chấm một cái tấu chương đó mà ổng không có sáng suốt, ổng phê cái tấu chương đó thì có thể dân chúng lầm than khổ sở. Cho nên tùy, ở đây cũng vậy, mình có một cái tình, mình cũng có trái tim, thì cái trái tim này mình phải mở như thế nào, không phải chỉ cho một người hai người, mở rộng. Giống như quý vị thấy một ông vua, khi mà ổng chỉ có tình yêu cho gia đình ông thôi, tức là chỉ có hoàng hậu hay các bà cung phi hay các hoàng hoàng thân quốc thích, thái tử công chúa thì đâu có được. Không phải minh quân, minh quân là ở trên chính bệ thì phải nghĩ tới dân lành ở ngoài. Về tới nhà sau khi mà thối triều rồi thì vào bên trong rồi thì ông có tình cho gia đình của ông, phải không? Mà ông vua là vậy, tức là ông cũng có cái mái nhà riêng của ông. Rồi khi mà bên cạnh đó ông phải có một trái tim rộng lớn, ông trang rãi cái tình của một vị vua đến với các thần dân nữa. Cho Hòa Thượng nói có tình yêu thì phải dâng hiến. Bây giờ mình là Phật tử,
À, đối với một vị tu sĩ thì không có tình riêng mà chỉ có tình chung thôi. À, nơi nào cần mình đến, à, chúng sanh cần thì mình đến, đạo pháp cần thì mình đi. Thì giờ mình là Phật tử mình cũng vậy thôi, mình làm được gì cho ai mình làm. Ở trong tứ nhiếp pháp đó, cái đó gọi là đồng sự, à, xin lỗi, lợi hành, bố thí, ái ngữ, lợi hành. Lợi hành là cái gì lợi cho người mình làm. Rồi cái thứ ba là gì? Cái thứ ba là quý vị có danh, quý vị phải phụng sự. Có danh thì mình phụng sự. Tức là bây giờ mình có một địa vị cũng tốt, nhưng cái địa vị đó để mình làm cái gì? Thí dụ như ở đây, trong cái xứ của mình đây có dân biểu. Dân biểu là theo cái hiểu nghĩa thông thường của mình là gì? Đại biểu cho dân, đại diện cho dân. Còn nếu mình hiểu theo chữ nghĩa Việt Nam là dân biểu gì làm nấy. Kêu dân biểu. Dân biểu là cái người đại diện cho dân. Dân cần gì mình lên gặp dân biểu đó. Ha, gặp dân biểu đó đại diện cho mình để lên nói. Và có nhiều dân biểu cũng sống như vậy. Ở đây ví dụ như các cộng đoàn nào cũng vậy hết á, à, muốn xin tiền chính phủ phải nhờ dân biểu. Họ đưa cái đơn lên rồi họ có một cái thơ họ ủng hộ mình, họ nói họ biết cái cộng đoàn này từng làm việc tốt như vậy cái, thì trên chính phủ họ tin tưởng hơn, họ cho cái tài khoản nó dễ hơn, thí dụ như vậy. Cho nên là mình có ai trên đời này cũng có danh hết á, đâu phải là đợi mình làm mà một cái người nào ngoài xã hội mới có danh, ai cũng có danh hết. Thí dụ như giờ nè, ở nhà mình có danh không? Mình cũng có cái danh làm cha, mình có danh làm mẹ, mình có danh làm ông làm bà, không? Rồi đi tu rồi cũng có danh làm thầy, rồi vô chùa mình làm Phật sự rồi mình cũng có cái danh nữa, hội trưởng, thư ký, thủ quỹ, hội phó gì đó. Thành ứng dụng cái danh của mình cho nó đúng. Mình ở trong cái địa vị đó thì mình phải hành xử cho đúng cái địa vị của mình làm. Thì hòa thượng mới dạy á, nếu mà mình sống mà mình không có, à, mình không có nghĩa là mình bỏ hết những cái chuyện đó, nhưng mình có, mình cũng đừng có bao giờ dính với cái đó, mà mình biết dùng cái đó một cách chính đáng thì là tốt. Quý vị hiểu ý hòa thượng là vậy. Mà ứng dụng được như vậy thì gọi là an lạc. À, thí dụ như là ông Nguyễn Công Trướng nói, đã mang tiếng ở trong trời đất thì phải có gì, phải có danh gì với núi sông. À, thấy không? Như vậy thì cái danh mà theo Hoàng đoán nghĩ đó, cái danh là cụ Nguyễn Công Trứ nói đó, không phải là mình đi tìm một cái địa vị đâu, xã hội đâu. Bên cạnh đó, đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông, mình phải sống như thế nào với sông núi, đất trời. Mình bởi vì mình ở trong trời đất mà. Cái câu của cụ hay cái là sống trong trời đất phải làm gì với núi sông. Chứ mình ai người chúng ta không sống trong trời đất. Nhưng mà mình phải ứng dụng, mình phải sống như thế nào để cho xứng đáng người ở trong trời đất, đền đáp được cái ơn sông núi. Mà người Việt mình gọi là hồn thiêng sông núi đó. Giờ có một cái bài sám thôi. Giờ phút này sông núi chứng minh, cuối sinh đức từ bi nhiếp thọ. Sông á là tượng trưng cho tấm lòng rộng lớn của mình. Núi là tượng trưng cho ý chí, trí tuệ của mình. Vì núi là nó vững, cho nên núi vững là tượng trưng cho ý chí, trí tuệ. Sông là mênh mông, là bát ngát, là mát dịu, tượng trưng cho tấm lòng. Người sống mà có danh, mà biết ứng dụng với tấm lòng, với trí tuệ, thì cái danh đó không có hại. Mình làm một cái người có chức vị mà không phải để chỉ ăn hối lộ, không phải chỉ có mình sống trong cái danh vọng đó, mà mình có cái danh đó mình phải sống cho trọn vẹn, mình làm gì được khả năng của mình. Thí dụ thôi, thí dụ như bây giờ á, một cái người đó họ làm một cái trưởng gì, một cái trưởng ban gì đó, họ có quyền quyết định một cái việc gì trong cái phân khoa đó, cái nhóm đó,
mà họ thấy rằng cái quyết định của họ có thể giúp đỡ được cho người đó, thì họ có thể dùng cái quyền của họ để họ quyết định mà để giúp đỡ người, chứ không phải chỉ để mà bành trướng cái thế lực hay là để như thế này như thế kia cho cá nhân thì nó uổng đi. Cho nên theo Hòa Thượng dạy, Ngài không biểu chúng ta phải từ bỏ hết mấy cái đó, lên non lên núi mới gọi là an vui tự tại. Mà an vui tự tại hay không là chúng ta có cái đó mà chúng ta ứng dụng như thế nào. Thí dụ mình có tiền, mình ứng dụng tiền cho đúng thì tiền đó không có sai. Còn mình có tiền mình xài không đúng thì mình có lỗi đó. Tiền không có lỗi nha, tiền không có lỗi gì hết á, nhưng mà cái tâm của người xài tiền, mình xài tiền mình xài đúng thì tự nhiên cái đồng tiền mình nó chính đáng. Còn mình có tiền mình xài không đúng là không được. Cho nên á, cái lợi cái danh nếu mình dính nó nhiều quá thì mình đau khổ. Tại vì nếu một ngày nào đó mà lợi danh nó mất á thì sao? Mình buồn, mình khổ. Hồi xưa người ta nói tình yêu, em sợ tình yêu, vì tình yêu như là hương hoa, lỡ mai sau em mất tình yêu em khổ thật nhiều. Bây giờ mình sửa lại, lợi danh ta sợ lợi danh, vì lợi danh như là hương hoa, lỡ mai sau ta mất lợi danh ta khổ thật nhiều. Đó là những cái người dính đó, phải không? À, chư tổ thường dạy nè, nhập trần tri túc tâm thường lạc, xuất thế vô cầu phẩm giá cao. Mình nhập vô trong trần nhưng mà thường tri túc là biết đủ đó, tâm thường lạc. Mình cũng có danh có vị, bị nhập trần mà, tức là mình phải có danh có vị có hết. Nhưng mà nếu mình cứ cảm thấy mình ứng dụng được những cái đó của mình thì tự nhiên tâm mình thường lạc. Mình nói ví dụ như mình lợi dụng một chức quyền, mình làm cái gì nó không đúng coi, ngủ yên không? Không có yên đâu. Nếu mà cái người đó có sống với cái lương tâm á, đem cái tâm ra mà sống, không có yên. Thí dụ như Pháp Hòa nói ví dụ như giờ mình buôn bán cũng vậy, mà lỡ hôm nào mình gạt được người ta mua một cái gì đó của mình á, nó dưới một cái giá thật cao mà cái món hàng nó không đúng coi, với cái người mà họ không có cái tâm để sống á, họ thoải mái lắm, họ về họ bình thường. Nhưng mà cái nếu mình mà cái tâm mình mà có một chút thiện lành mà nó khởi lên, mình thấy khó chịu, có phải vậy không? Cho nên mình mà sống được với cái tấm lòng đó của mình đó, thì tự nhiên mỗi ngày con người mình nó có an lạc và nó biết thúc liễm hơn. Người sống mà có thúc liễm, có an lạc. Thúc liễm tức là mình biết ngăn ngừa, mình biết bó, mình biết chăm sóc cái tâm của mình, không để cái tâm mình nó đi sai, gọi là thúc liễm. Cho nên qua cái câu chuyện đó đó, thì mình mới thấy rằng Hòa Thượng dạy là các vị sống có tiền, có tình yêu, có địa vị, mà quý vị mở ra chút nữa thì tự nhiên đời sống mình an lạc. Còn nếu mình chỉ giữ cho riêng mình thôi thì sao? Mình không có an lạc. Khi mà mình nhìn vào sự việc hàng ngày nó xảy ra, chẳng hạn như ở bên cái nước Hy thì đã nghèo rồi, động đất. Mà động đất mà đâu phải mà động một lần đâu, cách đây mấy ngày làm trận nữa cũng 6 chấm á, thấy không? Thành thử ra trong một cái đất nước nhỏ nghèo mà 2 lần động đất. Rồi bây giờ đó mình thấy rằng mình sống ở đây, mặc dù bão tuyết thật, thấy không, nhưng mà cái bão tuyết này so với cái trận động đất kia thì nó chả nghĩa lý gì hết. Nhưng mà xin thưa quý vị là Pháp Hòa nhớ có một hòa thượng dạy như thế này. Nhiều những cái thiên tai, những cái động đất á, xảy ra đó là từ do cái tâm động của mình. Động tâm á. Vì cái tâm của mình á, ít có hướng về những cái nẻo lành, rồi thường nó tạo ra những cái đời sống. Thí dụ như hiện tại đây nè, dù mình không có động đất nha, nhưng mà có nhiều gia đình á, làm sao? Đất nó cũng động dữ lắm.
Có nhiều khi đâu phải nứt đất rồi mình mới rớt xuống đó mình chết đâu. Nhưng mà bao nhiêu những cái đau thương nó cũng sụp đổ, nó cũng động đất ở trong nhà. Do từ đâu? Do từ cái tâm động của mình. Từ cái tâm động của mình. Cho nên nói như vậy đó, thì bởi mình mới thấy rằng á, cái mà chúng ta đang sống ở đây so với cái bên kia đó, mình không nghĩa lý gì hết. Khi thấy được như vậy thì hồi mới đầu mình bực lắm. Trời ơi, tự nhiên bão tuyết. Cái thì khi mình nghĩ tới như vậy, cái mình appreciate, tiếng Anh nó kêu vậy đó, tức là mình biết trân quý những cái gì mình có được. Cho nên bây giờ mình có một chén cơm mà với nước tương mình ăn, mình vẫn thấy mình hạnh phúc. Thí dụ như cái ông gì, ông ở bên Haiti là cái dinh của ông tổng thống hả, cũng sụp. Rồi bây giờ ổng cũng lang thang như như bao nhiêu người dân ở bển vậy đó. Quý vị thấy không? Đó, thành thử ra cuộc đời này cái chuyện mà thịnh suy đó nó mấy hồi đâu. Mà bây giờ thí dụ như ông tổng thống đó mà nếu mà trong thời gian ổng tại vị đó mà ông sống mà ông có lân mẫn, có thương những người dân bên ngoài, thì bây giờ ông đi xuống và ông sống như người dân, ông bình thường lắm, không có đau khổ. Vì sao? Vì khi mình còn ở một cái địa vị cao mà mình vẫn đem cái tâm mình sống như người dân. Cho khi mà ông, thí dụ Pháp Hòa không biết, nhưng mình nghĩ nếu mà ông bước ra ngoài bây giờ ông đang lang thang vậy, người dân vẫn không có khinh bỉ gì ông hết á, mà chẳng những vậy mà họ còn thương ông. Và chính bản thân ông cũng sẽ không đau khổ. Trời ơi, ngày nào mình ở trên ngôi cao, bữa nay mình phải lang thang như những người dân này, bây giờ cũng lang thang màn trời chiếu đất vậy đó. Mình nói ví dụ như vậy. Cho nên đó, mình có cũng được, mà cái quan trọng là chúng ta biết ứng dụng. Ứng dụng. Giờ mình có sức khỏe nè, mình có khả năng nè, ha, rồi mình có mọi thứ. Và mình ứng dụng sức khỏe, khả năng của mình như thế nào cho nó chính đáng, thì tự nhiên mình thấy cái ngày hôm đó mình sống không có uổng. Cho nên Đức Phật mới nói đó, sống một ngày có ý nghĩa còn hơn sống trăm năm vô ý nghĩa. Vì mình sống một ngày mình có làm lợi được cho ai đó, còn không thì mình có một phút nào đó, một phút nào đó mình nhìn lại thì mình tự nhiên mình thấy hình như một ngày qua mình sống không được gì hết. Quý vị để ý đó, cái người tu của mình nó khác là như vậy đó. Hôm qua Pháp Hòa giải thích cái chữ tu sĩ đó, thấy không? Tu sĩ là người tu, tất cả chúng ta ngồi đây ai cũng là tu sĩ hết. Mình sống mà cái trái tim của mình nó lạnh ngắt, mặc kệ ai sống ai chết ai gì thế kệ, thì cái đó thôi khỏi nói. Cho nên bữa hôm á, có một cái đứa nhỏ kia đó, nó ghét anh đó. Thì ông thầy mới nói à thôi cũng được, con còn biết ghét thầy cũng mừng, là tại vì con còn có cái feeling, con còn có cảm. Nếu mà con sống mà con không còn ghét, không còn thương nữa, thầy mới rầu. Ông nói như vậy, nhưng mà trong cái lời dạy đó mình mà suy ngẫm thì mình thấy nó cũng có cái lý. Là vì con còn có, con bị gì, cuộc đời nó vô thường, con có ghét có nghĩa là con đã từng thương. Con đã từng thương cho nên con mới ghét. Mà hôm nay con ghét thì con cũng sẽ có ngày con thương. Như vậy trái tim của con nó còn đập, nó còn nóng, nó còn nghĩa là rung động. Còn thầy sợ nhất một trái tim là bất động. Rồi trái tim đó là trái tim gì? Trái tim đó là trái tim mùa đông. Trái tim là trái tim mùa đông. Trái tim đó là trái tim của ngục tù. Cho một cái trái tim đó thầy sợ. Thầy nói ông thầy cũng nói ngắn gọn, nhưng mình nghe được á, mình phải suy nghĩ. Cho nên nếu mà một người mà còn thương còn ghét, biết không, biết người đó khổ đó, tức là cũng còn bực bội, còn buồn, nhưng ít ra, at least, ít ra cái người này còn có cảm giác. Có người mà sống mà họ không còn cảm giác nữa, giờ họ đi về tới nhà họ giục cái áo đó ra lên giường họ ngủ, không cần biết con họ ăn cơm chưa, vợ có nhà không, hay là đi đường bị tuyết ngập còn đang cào tuyết không hề, thí dụ cái đó mới khổ ạ. Thí dụ vậy. Cho nên đó, mình thấy nhiều khi đi làm về, ngược lại cũng vậy, mình được có cái phước là được một người chồng lo lắng cho mình, thì mình cũng đừng có thờ ơ. Mình sống
càng khi mà mình càng sống ở trong đời, mình càng thấm nhuần cái đạo lý của Phật á, thì mình mới thấy rằng Đức Phật á, dạy mình đó không phải tu hành để rồi chúng ta trở thành một cái bậc siêu phàm, gọi là vượt thánh, để mà rồi chúng ta không còn cảm giác gì với ai nữa. Không phải đâu. Mình sống làm sao mà mình biết nhìn mọi người. Hôm cuối năm vừa rồi đó, Pháp Hòa mới nói với mấy chú đó. Pháp Hòa nói với mấy đứa sống làm sao mà ráng làm cho được. Con mắt để nhìn, lỗ tai để nghe, trái tim để cảm. Người sống mà có nhìn, có nghe, có cảm không đến nỗi đâu. Sống là phải có nhìn. Vì khi có nhìn á, trái tim nó rung động. Thấy cảnh khổ của người, tim rung động. Cho nên nhiều khi á, kiến đạo là mình vừa thấy không? Liền chứng đạo. Hiểu rõ cuộc đời nó vậy. Thấy không? Rồi bây giờ mình lấy tai mình nghe, nghe người ta nói, tự nhiên cảm được, làm được điều đó. Cho nên bây giờ đó, mình để ý, mình sống trong chùa không vậy, mình sống ở nhà không vậy, sống đâu không vậy á. Người mà sống mà có trái tim, có con mắt, có tai, thì tự nhiên mình làm cho một người xung quanh mình an vui lắm. Cho nhiều khi đâu có cần gì lớn lao đâu, chỉ một lời an ủi, một lời hỏi thăm thôi, tự nhiên thấy cũng đủ rồi. Hồi đó Pháp Hòa nhớ có một cái tuần cải lương. Cái anh này ảnh thương cái cô này. Thì cái cô này là một cô gái giang hồ, nhưng mà anh thương thật. Rồi cái cô này thì mặc cảm cho nên bỏ đi rất là lâu. Thì mặc dù cô này thương anh lắm, nhưng mà vì cái danh dự của anh muốn bảo vệ cho anh, cho nên cô này bỏ đi. Thì bao nhiêu năm trời anh này đi tìm, thì một ngày nọ tình cờ gặp được nhau, thì anh này mới nói rằng anh đã đi tìm em tận khắp nẻo chân trời, từ đường phố rộng thênh thang đến tận cùng ngõ hẻm, nói như vậy đó. Cái thì cô này cũng mới nói bao nhiêu đó cũng đủ làm cho em sung sướng, cũng đủ làm cho em tự hào là em cho chọn lựa không sai. Quý vị thấy những câu nói như vậy. Thì anh này nói là anh đã đi tìm cô này như vậy vì anh không có màng cô này là một người như thế nào, bởi vì anh thương cô thật. Thì cô này một cô thương thật, cho nên cô mới nói bao nhiêu đó cũng đủ làm cho em sung sướng, cũng đủ làm cho em tự hào là em đã chọn lựa không sai, chọn lựa một cái người mà mình có thể gửi gắm được. Cho mình sống ở đời mình có rung cảm, mình có thương lân mẫn nhau. Mình đâu có làm được cái gì cho cái người bệnh, không có làm được gì cho người bệnh mà hết bệnh hết á. Nhưng mà cái lời hỏi thăm của mình là một cái sức mạnh. Cho nên trong đạo hữu với nhau, mình nghe ai bệnh lập tức mình đi tới thăm. Đi không được gọi phone. Tự nhiên chỉ bao nhiêu đó thôi, nó cũng đủ làm ấm lòng với nhau. Huống chi là mình chung sống một nhà mà không ai biết ai hết á. Mạnh ai nấy sống, mạnh ai nấy làm gì làm, thì thấy nó lạnh lẽo lắm. Cho nên đối với cái dạy của Hòa Thượng đây, thì Ngài muốn hướng dẫn mình như vậy đó. Các vị có tiền, có tình yêu. Một cái chữ tình yêu này không có nghĩa là chỉ dành riêng cho một người, mà mình có trái tim, biết thương, biết cảm. Cho quý vị lễ Đức Bồ Tát không? Lại Đức Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền, chúng con xin học theo hạnh của Ngài, biết đem con mắt và trái tim đi vào cuộc sống. Con mắt là để nhìn, trái tim là để cảm. Cho người sống mà có con mắt, có trái tim đi vào cuộc sống thì cái người xung quanh mình đỡ lắm. Chúng con xin học theo hạnh của Ngài, biết đem con mắt và trái tim đi vào cuộc sống. Chúng con biết mỗi lời nói, mỗi cái nhìn, mỗi nụ cười, mỗi cử chỉ đều có thể đem lại hạnh phúc cho người. Biết như vậy đó, cho nên mỗi cử chỉ, mỗi nụ cười đều có thể đem lại hạnh phúc cho người. Thí dụ như Pháp, biết Pháp Hòa bệnh mà chú Nguyên Thạnh mà cho cái nước apple cider nóng nóng uống khỏe. Chỉ cái hành động nhỏ vậy thôi cũng làm cho người kia đủ hạnh phúc. Giống như bây giờ mà mỗi lần mà
hôm bữa thứ sáu vậy đó, Pháp Hòa bệnh thì không có xuống được với nhà. Thì quý cô biết như vậy cho nên nấu sẵn một cái nồi cháo cảm. Tới hồi Pháp Hòa giảng buổi tối đó xuống thì mấy cô nhắc là đi ăn cháo. Thì tự nhiên mình có ăn hay không cái chuyện đó tính sao, nhưng mà người mình tự kêu mình cảm thấy nó cũng vui, nó ấm lòng là sống với nhau, chung với nhau một đạo tràng, mình bệnh mà người kia biết chăm sóc. Cho nên quý vị nhớ là Đức Phật có một lần Ngài đi thăm bệnh, có một vị tỳ kheo bệnh mà các huynh đệ quên chăm sóc, lo liêm nhiêm tu không quên chăm sóc. Thì Đức Phật đi tới thì thấy cái vị này mình mẩy hôi hám mà thuốc men không ai chăm sóc. Thì Phật mới hỏi là ai ở chung với thầy, nói dạ huynh kia huynh nọ. Đức Phật mới bảo Ngài A Nan múc cho Ngài một thau nước nóng, tự tận tay của Ngài lấy khăn Ngài nhúng nước, rồi Ngài lau mình cho vị tỳ kheo đó, rồi thay quần áo cho vị tỳ kheo đó và đem thuốc men thức ăn đến. Và sau đó Đức Phật đã đợi các thầy về, Đức Phật dạy một bài pháp. Đức Phật dạy công đức của người chăm sóc bệnh, và Đức Phật dạy các thầy là huynh đệ với nhau, có cơ duyên sống chung với nhau thì các thầy nên để ý và chăm sóc cho nhau. Thành thử quý vị thấy Đức Phật không phải dạy chúng ta chỉ một cái mực tu để mà giải thoát không, phải không? Mà Ngài còn dạy chúng ta sống rất tình với nhau, rất người với nhau. Chứ con người mình nó khác là ở chỗ đó, đó. Bệnh biết chăm sóc, chết biết chôn với nhau. Không, thường thường con vật á, con này nó chết thì con kia tới ăn, nó có chôn cất vì nhà đâu. Con người nó khác, người này chết, người còn ở lại lo đàng hoàng, chôn cất, mai táng, hỏa táng hay như thế nào đó cho đàng hoàng. Đó là cái tình người với nhau. Cho mình hay cái người đã mất đi đến thắp cây hương. Cho nên cái tình của người Việt, cái tình của Ngã Đông nó đậm đà như vậy. Có một cái anh làm ở nhà hoàng á, anh mới nói với Pháp Hòa là bây giờ đó họ đang có cái ý muốn á, là đi thăm người chết mà cái kiểu drive through. Quý vị biết cái kiểu đó không? Tức là cái kiểu như là đi mua tiệm McDonald's hay mấy cái quán ăn á, như Tim Hortons á, không có thì giờ bước xuống xe phải không? Rồi cái lái xe qua cái chỗ drive-thru á, rồi cái bấm cái nút hỏi muốn mua cái gì, cái nó mua vậy, cái nó giá tiền, cái tới trả tiền lấy vậy. Bây giờ họ đang có cái ý đó. Tức là sẽ đưa cái quan tài người mất nằm đâu gần cửa sổ á. Rồi nghĩa là lái xe đi ngang ngó một cái rồi bye bye, rồi là xong. Pháp Hòa nghe xong rồi nói, nếu mà có đi họp đó, nhớ đừng có tán đồng cái ý đó. Đâu phải là cái đời sống mình bận rộn đến mức độ mình không làm được cái chuyện đó. Có phải không? Cái đó là nó kỳ lắm. Không có cái chuyện mà viết gì funeral drive through. Doesn't work. Doesn't make sense. Drive through viewing. Hôm rồi có một anh Tây Phương, anh tới nói Pháp Hòa, anh nói là cái cách của thầy rất là hay, là khi mà mình đi đám tang đó, mà cái người đó mà là hỏa táng đó, thì mình mời tất cả mọi người đi lên, xong rồi mỗi người có một cái hoa tiễn vô trong quan tài luôn, rồi xong đậy nắp lại đưa vô lò thiêu. Tại vì ở đây mình cái lò thiêu nó hơi hẹp, không có thể mọi người vô trong đó mà tiễn hoa vô trong lò được. Còn đi chôn thì được, đi chôn thì hạ đất xuống rồi thì mỗi người tiễn cái hoa được. Còn ở đây đi thiêu thì mình làm kiểu khác, là mình để mỗi người cái hoa. Không? Cái cánh hoa đó là tượng trưng cho một cái tình nghĩa tặng cho nhau. Cho nên Pháp Hòa nói với cái anh làm ở trong nhà hoàng á, cuộc sống này nó rất là creative. Nhưng mà có những cái nó không phải đạo. Quý vị thấy không? Như có một lần á, cái hãng Secret Victoria, tức là cái chỗ mà chuyên môn làm những cái áo tắm rồi này kia đó, thì ảnh mới đem cái hình Đức Quan Âm á, ảnh in ở dưới cái áo tắm á. Anh đem cái hình Đức Quan Âm Bồ Tát á, anh để trên cái ngực của áo tắm. Rồi anh mang cái hình của Phật Thích Ca đó in ở dưới cái đáy quần của áo tắm.
Thì khi mà cái sản phẩm nó được xuất hiện trên thị trường đó, thì tất cả những giới Phật tử mình rất là phản ứng và không có đồng ý, nhưng mà không có bạo động, không có bạo động, viết thư hàng trăm ngàn hàng triệu lá thư viết lên trên cái hãng đó. Thì Pháp Hòa có ký một cái lá thư, trong cái lá thư đó nó có một cái câu chúng tôi biết rằng nghệ thuật là một sáng tạo, art is a creative, nhưng mà nó phải có cái limit, nó phải có cái giới hạn của cái sáng tạo, và không nên dùng những cái biểu tượng của các bậc tôn đức trong mỗi tôn giáo. Chúng tôi không chỉ riêng nói Phật giáo, hình ảnh của Chúa, hình ảnh của bất cứ một vị nào, nếu nó đã là biểu tượng tâm linh của mỗi tín đồ trên thế giới này, thì chúng tôi đề nghị là quý vị không nên dùng. Thì sau đó không lâu thì có một cái phim nữa, một ông đạo diễn chụp một cái hình quảng cáo cái bộ phim đó, ngồi trên đầu của Phật Thích Ca, đưa cái poster đó ra ngoài liên tục như vậy. Nhưng mà mình vui là mình không có bao giờ mình bạo động, không bao giờ khởi một cái niệm bạo động, niệm khởi còn không có. Chỉ muốn khuyên họ đừng làm những chuyện đó, không nên. Thành thử ra hôm nay đó là cái ngày lễ Phật thành đạo, thì Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng qua cái chuyện mà Pháp Hòa đi đám tang vừa rồi. Trong ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, có 4 ngày thôi, mà mình chứng kiến ba sự ra đi của ba tuổi tác, thì để nó giúp cho mình thấy được cái vô thường, nó làm cho mình thấy được cái vô thường, và tự nhiên mình cảm thấy rằng mỗi người mình sống như thế nào để cái đời sống đó nó có ý nghĩa. Và thường thường á, đôi khi á, mình không có gặp những cái cảnh khổ trong đời á, tự nhiên cái tâm mình ít có khi nào mình chùng lại để mình suy tư, để mình quán chiếu. Cho nên thỉnh thoảng mình gặp những cái niềm đau nỗi khổ trong đời á, chưa hẳn là cái điều xấu. Nhiều khi như vậy nó cho mình một cái cơ hội để chúng ta nhìn lại, để chúng ta phản ảnh, chúng ta nhìn lại. Tiếng Anh nó gọi là reflecting. Mình phải nhìn lại. Chứ còn sống mà mình cứ lúc nào cứ thuận thuận hoài đó, đôi khi cũng không tốt. Mình sẽ bị cái tâm buông thả, bỏ trôi, và cái sự kiêu ngạo nó có thể nó sinh ra. Cho nên Phật dạy mình đó, cái hay đó là lúc nào mình có thể quán chiếu được. Hoàn cảnh thuận cũng quán chiếu tu tập được, hoàn cảnh nghịch cũng quán chiếu tu tập được. Thì ta hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng một cái mở đầu như vậy, cũng như cái câu chuyện ba người đệ tử đến hỏi vị thầy về cái cách sống cho an lạc, thì vị thầy mới trả lời nè: có tiền thì phải biết nên hiến tặng ha, có tiền nên sớt chia, có tình yêu nên trang rãi và hiến dâng, có danh vị nên phục vụ. Có được như vậy thì đời sống mình mới có an lạc. Người sống ở đời có 6 thứ phải nên cầu, 6 thứ phước nên làm. Một là bố thí. Bố thí, nhưng mà bố thí nó có 3 cách: bố thí pháp, bố thí tài, bố thí vô ý. Người ta cần cơm ăn áo mặc mình cho, nhưng mà có những người trên đời này ta đâu cần đó. Ta cần gì? Người ta cần lời khuyên, người ta cần sự cảm thông, người ta cần sự an ủi, thậm chí người ta cần nụ cười của mình. Nhưng mà mình gặp họ không bao giờ mình cười, mà thậm chí mình đang cười với người này, xoay qua họ cái cười mình nó lạnh lại. Hồi nãy mình đang loãng vậy, nhìn qua họ cái tự nhiên mình cứng đơ, và mình nói chờ tôi thấy nó cái tôi chết đứng. Tôi thấy nó cái tôi đứng hình. Một Phật dạy một là thí. Thưa đại chúng, ở trên đời á, có nhiều khi mình muốn cho mà không có cơ hội, bởi vì không ai tới xin. Pháp Hòa ví dụ như ở cái xứ này là mình muốn bố thí gạo cũng hơi khó đó. Bởi vì sao? Không ai thiếu gạo hết. Không ai thiếu gạo, mà thậm chí xứ này người ta sợ gạo muốn chết, tại ăn nhiều tiểu đường. Bây giờ bố thí quinoa chắc được. Tức là nhiều khi mình muốn cho
mà chưa chắc người ta nhận, bởi vì ta chưa cần. Cho nên nếu mà đủ duyên đủ dịp mà chúng ta gặp dịp mà chúng ta bố thí, chúng ta làm mà không cần nhiều. Đừng có nghĩ rằng mình phải có bạc trăm bạc ngàn mình mới cho mới gọi là đúng, không phải vậy. Và cũng đừng bao giờ nghĩ rằng á, mình bố thí cho người nghèo phước ít hơn là bố thí cho chùa, không phải, tùy cái duyên. Pháp Hòa ví dụ như á, mình cúng tiền xây Phật, xây chùa, và mình cúng dường cho mình một cái người nghèo, người ta đói khổ. Cái đói khổ mình cho đó là mình chỉ cứu được cái gì? À, nhất thời thôi. Chúng ta gọi là cứu cái ngặt. Còn cái nghèo nó truyền miên sao cứu? Ta kêu ngặt nghèo, lúc mà ta bảo lục mình tới cứu được. Còn cứu nghèo cứu nổi không? Nhiều khi mình cũng nghèo vậy, nhưng mà tại vì người ta ngặt quá, mình tuy mình nghèo nhưng mà ta ngặt ngay cái lúc đó, mình cho người ta một chút được. Cho nên ví dụ như qua đây mà kêu xóa đói giảm nghèo, Việt Nam mỗi năm nhập cảng qua gạo hàng tấn tấn bán bên này, đói đâu mà. Thưa đại chúng mình, khi mình cứu cái ngặt, còn cái nghèo thì nó nhiều lắm. Mà thậm chí tất cả chúng ta ngồi đây không ai dám nói mình giàu đó. Có giàu có dám nói đâu. Nhưng mà mình bố thí là mình cúng chùa, mình làm Phật, cái đó nó triền miên, nó dài hạn. Tại sao? Tại vì người ta nhìn Phật, người ta phát tâm. Còn cái chùa mà có được, người ta tới, người ta nương tựa, người ta tu, người ta hết khổ. Có nhiều người, người ta đói bụng, người ta nhịn được, mà khổ đau, người ta chịu không được. Cho nên ông Huy Cận á, ông cũng biết nhiều khi cái người thương của mình không có cần gì, cần bờ vai để mình khóc thôi. Cho nên nhà thơ Huy Cận mới nói: vai đây em hãy tựa đầu, cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi. Trái sầu mà rụng xuống cái bịch thì kêu sầu riêng đó. Cho nhà thơ Huy Cận ngày ông cũng hiểu được, có đôi lúc mình không có cần gì hết á, mình chỉ cần bờ vai thôi, để mình ngã xuống mình khóc. Tại sao dựa vô thành khóc cũng được vậy? Tại sao phải dựa vai? Tại vì nó có feeling. Vậy cho nên bố thí mà khi mình đưa cái bờ vai cho người ta khóc để người ta giảm khổ là bố thí vô ý. Sợ hãi. Có nhiều người, người ta sợ đói, sợ nghèo, sợ đủ thứ hết. Và thậm chí có những người sợ chết, mà sợ cũng có thoát đâu. Thì mình nói làm sao để người ta hiểu. Nhưng mà nhớ là mình đi bệnh thăm bệnh đó, là người ta sợ chết lắm. Đừng nói. Quý vị có bao giờ thấy Phật bắt ấn vậy không? Có không? Có thấy thỉnh thoảng tượng Phật bắt ấn kiểu này không? Ấn này gọi là ấn gì biết không? Ấn vô ý thí. Ấn là gì? Nè, ấn nè. Đây cũng cái ấn nè. Thấy không? Đây cũng cái ấn nè. Ấn nhiều lắm. Vậy thì ấn là gì? Ấn là cái biểu tượng của tâm. Mình muốn nói cái gì mà nói không được, biểu lộ thành cái ấn. Ví dụ như có nhiều người ta giận quá, ta tức quá, ta đánh không được, ta làm gì? Ấn này cũng cái ấn. Ấn cung tay. Mà mình, cái người kia mình gặp họ, hỏi ngon không? Họ không biết nói sao cho hết ý. Không, mà muốn khen nó giỏi quá, muốn khen nó dởm quá. Ấn giỏi nè, ấn dởm nè. Vậy thì ấn là gì? Ấn là biểu lộ cái tâm của mình. Cho nên Đức Phật á, có một cái ấn này. Ấn này gọi là ấn vô ý thí. Ấn mà Phật đưa cái tay Phật chạm xuống đất là phải ấn địa xúc. Địa xúc là gì? Tiếp xúc với đất. Ví dụ mình đi vô thăm bệnh á, trước khi mình đi ra mình nói vậy nè: bác đừng có lo nha, bác cứ nằm đây tịnh dưỡng đi, bác sĩ ở đây giỏi lắm,
ở đây mà chết là hết số đó, chứ còn ta không cho mình chết đâu. Nói vậy. Nói mà cái tay mình ra vậy nè. Cái này là gì? Vô ý đó. Đây là ứng vô ý nè. Còn mình đi vô mình thăm bệnh, người kia người ta vô bắt tay, xong rồi bắt cái tay này, tay kia mình để lên. Bác khỏe không? Mấy ngày nay bác ăn uống gì được không? Trời ơi tội không? Tay bữa nay xương xấu không? Tiếp xúc. Cho nên á, trong trò Phật giáo mình nói chuyện á, không có ai mà ngồi, bình thường người đời cũng vậy, không ai ngồi nói chuyện. Giảng sư mà lên, kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mấy tháng mấy, Phật dạy 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 đi xuống sao ông thầy cũng cứng đời vậy. Mà ông thầy ông nói pháp mà ông diễn tả, nói mà mình có diễn tả để nó biểu lộ hết cái ý của mình. Ví dụ mình nói tôi hả, là dỗ ngực. Tôi không sợ thằng nào hết. Mà cũng thằng nào sợ tôi. Mình nói mà mình biểu lộ những cái tâm của mình, sao mà mình biểu lộ bằng cái hành động, cái tay, để người ta dễ nhận diện. Cho nên quý vị biết là bây giờ mình sẽ hiểu thêm là tại sao tượng Phật bắt ấn. Có Đức Quan Âm có tổng cộng là 42 cái thủ ấn. 42 thủ ấn. Vậy cho nên trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta có nhiều cách để bố thí. Bố thí nụ cười, bố thí một lời nói. Tiếng Mỹ nó có câu á, the meaning of life is to give. The purpose of life is to share. Cái ý nghĩa cuộc sống là chúng ta chia sẻ và chúng ta ban tặng. Cho nên quý vị, hôm nay quý vị đến đây là cũng có bố thí đó. Người mang bánh, người mang chè, người mang xôi. Và thậm chí mình bố thí sự có mặt của mình để mình enjoy những món người ta nấu. Mình không đem gì hết á, nhưng mà mình bố thí thời gian ngồi đây ăn. Rồi mai mốt đây, quý vị đã từng phát tâm cúng dường. Cúng dường cũng là bố thí. Quý vị đã từng cúng dường để thầy trụ trì có phương tiện tạo dựng cơ sở này. Và quý thầy tạo chùa để làm gì? Mục đích là để hướng dẫn cho đại chúng tu tập. Nhưng mà bây giờ mình muốn tu tập thì phải có cơ sở. Bây giờ cái chùa Phổ Đức nằm trong phố thì mỗi lần mà làm lễ thì ở trong này tụng kinh mỏ nhịp tới đâu là tim thầy trụ trì cũng nhịp tới đó. Tại vì thấy sợ không biết ai, mấy người đậu xe 7-3 đi, hàng xóm nó tới nó không gõ mỏ, mỏ gõ cửa. Cho nên thầy trụ trì tụng kinh chậm lắm, tại vì thấy bị yếu tim. Trời, thấy tụng bài sáng mà nó dài. Bây giờ tim nó lỏng rồi. May là mình cũng yếu theo thảy luôn rồi, cho nên mình tụng theo kịp. Chứ người nào mà có cái nhanh nhẩu một chút mà tụng thảy ngồi thôi, thầy đứt hơi chết. Cho mình cúng dường, mình bố thí. Thật sự cúng dường cũng là bố thí đó. Nhưng mà tại vì mình dùng cái từ nó khác thôi. Người Việt mình là cái gì? Tặng, biếu, cho, bố thí, cúng dường. Rồi bắt đầu mình chia ra. Bạn bè thì tặng biếu, hoặc là người trên mình tặng biếu, còn dưới cho, bố thí, đem tới ông thầy cúng dường. Con Phật tử này, kính bạch quý thầy, hôm nay con xin hát một bài hát để cúng dường cho quý thầy. Cái hòa thượng nói,
hát thì nghe chơi chứ ăn uống gì được thì cúng. Bộ thí. Rồi mai mốt là quý vị đã từng bố thí rồi. Bố thí nhiều lắm. Cho nên trong cái bài sám, nếu con đã từng bố thí, dù chỉ một hạt cơm, nếu con đã từng cúng dường trai tăng, dù chỉ một buổi, nếu con đã từng cứu hộ chúng sanh, dù chỉ một con sâu, con kiến, nếu con đã từng tu tập dù chỉ một buổi, nếu con đã từng niệm Phật dù chỉ một câu, tất cả các công đức đó con hãy gom lại hết để hồi hướng về đạo Vô Thượng Bồ Đề. Vô thượng là gì? Sự giác ngộ mà không gì hơn đó hết thì gọi là Vô Thượng Bồ Đề. Còn bây giờ mình cũng giác, nhưng mà giác có lúc, giác có khi. Cho nên tiếng Hán gọi là hốt giác hốt mê. Hốt giác hốt mê là lúc tỉnh lúc mê. Còn mình tỉnh đến mức độ mà mình giây phút nào mình cũng tỉnh thì gọi là Vô Thượng Bồ Đề, gọi là toàn giác. Đức Phật là toàn giác. Còn chúng ta là gì? Một là bất giác, hai là phần giác, khổ đau giác đó. Dụ như lúc mình còn độc thân, nó ở vậy cho khỏe, nó buồn lắm anh ơi. Rồi mình cũng đi kiếm người để giống người ta vậy. Nhưng mà cuối cùng nó trời ơi, phải tôi nghe lời anh, giờ tôi đâu có thân như vậy. Nhưng mà cái lúc bình thường ta nói mình đâu nghe. Khổ lúc đó, mình giác lúc đó. Cho nên cái thứ hai là gì? Bố thí rồi Vô Thượng Bồ Đề. Thứ ba là gì? Nhẫn. Nhẫn cũng là một hình thức bố thí, mà nhẫn cũng là một pháp tu. Nhẫn có phước. Có khi sao? Có khi nhẫn không phải mình thua, mà có khi mình để làm cho cái cuộc, cái buổi đó, cái sự việc đó nó tốt hơn. Có phước lắm. Cho nên Đức Phật nói bố thí là phước, nhẫn là phước. Nhẫn nó có ba cách nhẫn nha. Một là sanh nhẫn, hai là pháp nhẫn, ba là vô sanh nhẫn. Thế nào gọi là sanh nhẫn? Mình sống trong đời, còn là con người với nhau, sống đụng chạm với nhau, thế nào cũng có chuyện. Đâu đừng có tưởng ở chợ, ở chỗ làm mới có chuyện để nhẫn, vô trong chùa nhẫn còn dữ nữa. Tại vì nếu mình không nhẫn á, mình nói bậy mất phước. Mình không nhẫn á, mình thấy nguýt mất phước. Mình không nhẫn, mình giận, mình bỏ về hết phước. Chữ mất đây không ai lấy lại của mình, mất cái cơ hội để mình tiếp tục. Ví dụ như nãy lẽ ra mình ở rồi nghe tụng thời kinh, nghe bài pháp, ăn chén cơm, đủ ba thứ đi về. Mới tụng thời kinh là giận sách gió về, mất buổi nghe pháp. Mất dĩa cơm chay. Vậy chứ mất phước. Mà hồi nãy đang cười đẹp quá mà tự nhiên hết, không nhận được cái tự nhiên nụ cười nó chuyển hướng. Thì cái đó nó cũng mất cái đẹp. Cho nên Phật nói Như Lai không từ nan nhẫn nhục. Nhẫn mà pháp nhẫn là, sanh nhẫn là giữa con người với nhau. Vợ chồng cũng phải nhẫn chứ đừng tưởng là hiểu nhau hết nha. Rồi cha mẹ, anh em, bà con, bầu bạn, nhất nhất sẽ sống chung là phải nhẫn nhục. Cái đó gọi là sanh nhẫn. Rồi thế nào gọi là pháp nhẫn? Ngày hôm qua Phật tử ra đây làm công quả, nóng 30 độ. Nóng quá chừng mà phải đi cắt cỏ, phải trồng cây, phải đào hồ vân vân, cũng phải nhẫn. Việc mình sống ở xứ này nè, có khi thì nắng quá, như chiều hôm nay thì sao? Ngày hôm nay lạnh đó. Nóng lạnh cũng là pháp nhẫn. Pháp là gì? Là một cái phương tiện, một cái hoàn cảnh mà chúng ta phải nhẫn. Giờ này còn ngồi đây được á, tháng 11, tháng 12 dám ra. Thầy trụ trì nó ra đi, ngồi 5 phút thành thật à. Con thôi để thầy thành đi. Con thành con được rồi. Bởi vì sao? Bởi vì mình sống ở xứ lạnh thì chúng ta phải biết cách để chúng ta nhẫn.
Ở xứ lạnh thì không thể bắt tháng 12, tháng 1 mà nó nóng như mùa hè được. Nói chung cuộc sống chúng ta có rất nhiều hoàn cảnh. Ví dụ như giờ gia đình mình đông người, ở cái nhà chật chội đó, cái chỗ đó cũng phải nhẫn. Cái đó là pháp nhẫn đó. Pháp nhẫn là nhẫn hoàn cảnh, sanh nhẫn là nhẫn con người. Đến khi nào mà mình thuần thục giữa người và cảnh, cái đó gọi là vô sanh nhẫn. Nó tại sao chị nhịn được nó hay vậy? Nó tại tôi quen rồi. Nó chờ nó gặp tôi nó chết. Vì em mình nói vậy mai nó chưa gặp chị nên nó chết. Vô sanh nhẫn. Cái chuyện mình còn cười thoải mái được mà người khác không cười được. Mà con người của chúng ta thường chúng ta sống bằng cái gì? Cái so sánh rất là nhiều. Đừng có nói chi nội cái chuyện mà mình cũng mua món đó mà người ta sao khá hơn mình mà mình dở hơn chút là mình cũng buồn rồi. Tại sao tôi cũng mua đó 2 đồng, anh này cũng mua 2 đồng mà anh tốt hơn tôi, mình cũng buồn rồi. Cho nên trong cuộc sống, nếu mình nhẫn được, mình nhớ có khi nhẫn để yêu thương, có khi nhẫn để tìm đường thoát thân. Nhiều khi mình nhẫn để mình yên bề. Quý vị, mình đi thuyền mà nhúc nhích cái nước nó vô chìm cả đám, ngồi yên bất động. Có khi nhẫn cũng giống vậy đó. Nhẫn cũng nhiều khi mình phải như vậy để chi nó qua cái cơn đó. Nếu không mệt lắm. Nhẫn cũng có phước, bố thí cũng có phước, dạy dỗ người ta cũng có phước. Ví dụ như mình thấy mấy đứa nhỏ, mình dạy nó, nhưng mà mình phải dạy bằng cách nào? Con nít ở đây á, khi mình nói say no, nó khác với người ở Việt Nam mình lắm. Cha mẹ nói không, không cần giải thích. Nhưng mà con nít ở đây nó khác. Mình nói không mà mình phải giải thích, nó mới phục. Và thậm chí mình nói cái đó hư thì mình hãy chỉ cho nó cái giỏi, cái đúng để nó thấy. Chứ còn mình no mà mình không nói gì hết, nó không phục. Cho nên mình phải dạy nó. Mình phải dạy dỗ và mình phải nói pháp, nói nghĩa. Cho nên thưa đại chúng, tại sao quý thầy hay giải thích? Tại sao phải cúng hương? Tại sao phải thắp đèn? Tại sao phải cúng hoa? Tại sao phải cúng nước? Tại sao phải cúng trái cây? Cái đó là nói nghĩa. Nói cho mình nghe cái nghĩa của nó. Ví dụ như quý vị mặc áo tràng, ngay trước ngực đấy, có một cái chấn ngay cái cổ áo này. Đây là may áo tràng theo kiểu đúng cách của người Việt Nam, có cái chấn cái áo ngay đây. Để cho làm cái áo nó đứng và đồng thời tượng trưng cho nhất thừa đạo Phật. Còn nếu mà may theo người Hoa đó, cái cổ áo chồng lên 3 lớp. Và ở phía trước này người ta dằn chỉ 53 đường chỉ. 3 lớp đó là tượng trưng cho Tam Bảo. 53 đường chỉ đó tượng trưng cho 53 lần cầu đạo của Thiện Tài Đồng Tử trong Kinh Hoa Nghiêm. Mà nếu còn không nữa, ta dằn 37 đường là tượng trưng cho 37 phẩm trợ đạo. Còn Phật tử mà khi xếp cái áo tràng là phải nắm ngay cái sống áo mà xếp, chứ không xếp chỗ khác. Ra cái áo tràng rồi nắm ngay cái sống áo xếp lại. Mà khi mình nắm ngay cái sống áo thì tự nhiên mấy cái hai cái tay áo nó khép vô. Có nghĩa là Phật tử chỉ cần nắm được cái sống của giáo pháp thôi, đâu nó vô đó hết. Mình nắm được cái then chốt của giáo pháp. Phật pháp không ngoài 3 môn: giới, định, tuệ. Không ngoài 3 cái đó. Làm bất cứ việc gì không ngoài 3 cái: giới, định, tuệ. Cho nên nói pháp, nói nghĩa, bảo hộ chúng sanh. Mình ăn chay là hình thức bảo hộ chúng sanh. Bây giờ Phật tử mình á, mỗi một lần mà lễ lớn của các vị Phật Bồ Tát á, phần lớn chúng ta làm gì nè, căn bản nhất? Ăn chay.
Rồi ngày hôm đó mình không đi chơi, mình ở nhà mình tụng kinh. Ví dụ lễ Quan Âm cái mình ở nhà mình lại ngủ bách danh 500 lại Quan Âm. Hoặc là mình tụng phẩm phổ môn, hoặc là mình trì chú Đại Bi. Nói chung là lễ Phật nào, Bồ Tát nào cái mình tụng kinh, mình ăn chay. Quý vị thấy không? Một bậc thánh mà ra đời thì bảo hộ biết bao nhiêu sinh mạng. Cho nên cái ngày Phật Đản á, cái ngày Phật Đản á, quý vị thay gì á, quý vị gửi text cho nhau nha, gửi email cho nhau, Happy Father's Day, Happy Mother's Day, Happy Valentine's Day, đủ thứ day hết mà quên Buddha's Birthday. Bắt đầu từ bây giờ, Phật tử hãy nên nhớ là mình nhớ gửi cái text cho nhau là chúc mừng Phật Đản. Phải có cái đó. Mình nhắc nhở nhau, thậm chí còn hẹn nhau, cuối tuần này anh có đi đâu chơi không? Rủ nhau đi ăn. Thì bây giờ mình cũng có thể làm gì? Đừng có đợi lễ lộc rồi gì của thế gian rồi chúng ta tổ chức tiệc. Lễ Phật Đản tổ chức tiệc mời bạn tới nhà ăn, toàn đồ chay. Vừa nói lên được cái tinh thần Phật tử, chúng ta celebrate, chúng ta tưởng niệm cử hành ngày lễ đó bằng cách chúng ta tinh tấn, chay lạc và bảo hộ với nhau. Mình không kêu họ ăn chay, họ quên, họ ăn mạng. Tu là phải hú. Cho nên ai gặp mình mà nói chị mà tu gì, chị tu hú với tu gì, người ta không có chê đâu, người ta khen đó. Ta đang khen mình đó, tại vì hú người này tu, hú người kia tu. Người ta quên lễ Phật Đản, mình text, mình nhắc. Anh ơi, ngày mai lễ Phật Đản, nhớ ăn chay nha, nhớ đi chùa nha. Đó là bảo hộ chúng sanh, bảo hộ bạn mình để bạn mình được chay lạc một ngày, bảo hộ bạn mình để mình bạn mình được đi chùa ngày đó. Phước không? Phước. Cho nên đừng có đợi đến khi nào mua được con cá phóng vô hồ mới kêu phóng sanh. Ăn chay là phóng sanh đó, phóng sanh thực tế luôn. Để dành được 100 đô mới đi bố thí gọi là phóng sanh. Chỉ cần một tháng 26 ngày chay. Ăn nổi không? 10 ngày. Pháp Hòa thật sự thưa đại chúng, Pháp Hòa ăn chay tháng có 2 ngày. Ăn tháng ăn 2 ngày, ngày chẳng ngày lẻ. Cho nên đại chúng á, mình bảo hộ chúng sanh bằng cách nào? Quý vị biết khi mà ngài Đức Phật á, ngồi may cho áo cho ngài A Na Luật, biết ngài dạy câu gì không? Thầy A Na Luật, hãy cầm những mũi kim này nhíp lại để cho những mảnh vải rách nó liền với nhau. Cũng như là chúng ta lấy chỉ giáo pháp mà kết với nhau lại thành một. Cái đó gọi là tăng. Tăng là vậy đó. Tăng là đoàn thể đẹp cùng đi trên đường vui. Tu tập giải thoát làm an lạc cuộc đời. Người kia đang rời rạc, mình phải phone người đó. Mình phải làm sao để người đó trở lại tu tập. Có nhiều khi tu thời gian rồi thấy không linh gì hết trơn. Cúng cũng dữ lắm, tụng cũng dữ lắm mà xui vẫn xui. Rồi hứa đủ con mà qua cái chuông này, cái kinh con in ngàn cuốn. Có ăn chay 3 tháng, cúng Phật này cúng kia mà cúng quá trời cúng, tụng quá trời tụng mà cũng xui như thường. Cái bắt đầu hơi lung lay rồi. Thì mình phải làm sao mình đưa người đó trở về với chánh pháp.
bảo hộ chúng sanh là vậy đó. Cho nên đại chúng cứ gửi những cái tin nhắn cho nhau, thậm chí đọc cái gì hay gửi cho nhau. Em đọc cái bài này hay quá, em gửi cho chị đọc. Đó là một hình thức bảo hộ để giữ người đó mãi mãi tinh tấn, trọn vẹn trên đường tu. Quý vị biết là Pháp Hòa đi đường với mấy chú tiểu, hồi đó còn chở đi học, lên xe bất cứ chuyện gì xảy ra bên dọc đường Pháp Hòa đều thành một bài dạy các chú hết. Ví dụ có một hôm đi đường rất là bằng phẳng nhưng mà nó cong nó quẹo, Pháp Hòa mới nói thầy nuôi mấy con, dạy mấy con cũng như cha mẹ nuôi mấy đứa con ở nhà vậy đó. Tuy con đường nó bằng phẳng như vậy nhưng không thể nào buông tay lái được. Buông ra là nó làm sao? Nó lệch bánh, nó gây tai nạn. Có nhiều khi tụi con thấy cha mẹ lỏng lỏng, tụi con tưởng có đâu. Cha mẹ để tụi con đi vậy đó, nhưng mà phía sau lúc nào cha mẹ hai bàn tay cũng đỡ. Cũng giống như hồi nhỏ tụi con tập đi á. Tụi con tập đi mà mẹ với ba lúc nào cũng ở phía sau vậy nè. Để hả con mà sắp ngã thì cha mẹ tới đỡ. Thì Đức Phật bảo hộ mình cũng vậy. Phật bảo hộ mình cũng vậy. Cho nên mới nói 84.000 pháp môn tu. Trên thực tế không có 84.000 pháp môn. Nhưng mà bởi vì pháp môn nó vô lượng, chúng sanh bệnh nào thì có thuốc đó. Cho nên chúng ta mới dùng một cái danh từ số nhiều để biểu tượng là 84.000 pháp môn. Chứ thật sự không có một cái danh sách nào để nói cho chúng ta rõ pháp môn một là gì, hai là gì, rộng cho tới 84.000 pháp môn. Cho nên 6 điều cầu phước của Như Lai. Một là bộ thi, hai là nhẫn nhục, ba là dạy dỗ, bốn là nói pháp nói nghĩa, năm là bảo hộ chúng sanh, sáu là cầu đạo vô thượng. Cho nên ngày nào mình cũng tự quy y tăng, tự quy Phật, tự quy pháp. Quý vị đọc cái câu tự quy Phật, cầu cho chúng sanh thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Thể, tại sao gọi là thể giải đại đạo? Chúng ta có thể đi trọn trên cái con đường lớn đó. Con đường lớn đó. Mà không phải con đường đó kêu là highway, freeway, đại lộ đâu. Con đường trong này nó lớn lắm. Người ta thường nói đường đời chật chội nhiều chen lấn, nẻo đạo thênh thang hiếm kẻ tìm. Tuy rằng đạo tràng chùa Phổ Đức ở trong phố kia gọi là chật, nhưng mà vẫn đủ dung chứa cho mình ngồi. Nhưng mà có đôi lúc không có ngồi không hết. Nhưng mà có những chỗ người ta không mời tới, chen nhau để mà tới, tới để mà donate, cúng dường vô điều kiện. Vậy thì Phật tử chúng ta tu là chúng ta muốn cầu cái phước. Vậy thì phước từ đâu? Phước từ những cái nãy Đức Phật dạy. Nghe pháp để chúng ta phát triển cái huệ. Nhẫn nhục, bố thí, bảo hộ chúng sanh. Một người mà người ta biết tu tập, mình có phước lớn lắm. Cho nên thưa đại chúng, thấy một người nào đó tâm họ lung lay, mình phải đưa tay tới mình cứu họ. Cái đó gọi là ấn địa xúc, ấn vô úy. Người đó nói thôi tôi không đi nữa đâu, tôi tới đó tôi phiền não lắm, thà tôi ở nhà tôi không có phiền não. Mình có thể nói với họ: chị ơi, anh ơi, hãy phát nguyện như ngài Địa Tạng đi, ta không vào địa ngục thì ai vào? Quý vị nhớ trong kinh Địa Tạng có câu: địa ngục chưa hết thề không làm Phật. Ngài Địa Tạng phát nguyện như thế: địa ngục chưa hết thề không làm Phật, chúng sanh độ hết mới chứng Bồ Đề. Còn mình bây giờ chúng sanh còn quá trời mà mình muốn gì? Chứng quả, quả lựu, nổ trước khi chúng sanh cần. Cho nên mình cũng có chứng nhiều quả lắm, quả bom, quả lựu.
Chứ đi chùa nhiều khi trong vỏ móc ra cũng không phải chuỗi, không phải hình Phật, mà pháo tiểu. Nổ được lúc nào cứ nổ. Thôi thì hôm nay chúng ta về đạo tràng chùa Phổ Đức. Chốc lát nữa quý vị sẽ dâng nước soi tâm Phật. Hãy lấy nước của định, của giới soi lên, để bao nhiêu cái lớp bụi phiền não nó giảm. Nếu nó không sạch thì ít nhất nó cũng khá khá. Mình chưa có thể như Ngài Huệ Năng đâu. Thân không là cây bồ đề, tâm chẳng là đài gương sáng, xưa nay chưa từng dính bụi thì cần gì phải lau chùi. Chúng ta chưa. Chúng ta phải học như Ngài Thần Tú. Thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng, phải thường xuyên lau chùi, đừng để nó dính bụi. Trời ơi, cái thân này mà nó bệnh một chút làm sao Tú. Đừng có nói đã bệnh nặng, nhức đầu thôi, nhức đầu quá thôi con nghỉ tu. Nhưng mà nếu mà đi chơi á, má nhức đầu nhưng mà thôi để má ráng. Ráng đi chơi, không ai nói tôi ráng tu hết. Bữa nay má ăn chay á, nhưng mà tại thấy tụi con vui quá thôi để má ráng đi. Đi chơi đi làm gì á, chúng ta ráng được. Phải không? Mà tu hành nhẫn nhục không có ráng. Cho nên thí dụ mình nói trời tôi nhịn nó 3 lần rồi, thôi ráng chút nữa đi, ráng chút. Cho nên nhiều khi mới nói tu mắc chi phải ráng, nhưng mà thôi đời này phải ráng. Phải không? Có nhiều khi mình ăn chay, ăn chưa quen thèm lắm. Mà nhất là mình ăn chay mà con nó cứ mua thứ nó mình thích dễ để nhăn nhãn trên bàn vậy. Ở bữa Pháp Hòa mới nói, Phật nói trong kinh, có nhiều khi mình phát tâm nhưng mình không có trú tâm. Ví dụ như mình phát tâm ăn chay nhưng mà nó kiên trú vô chuyện ăn chay. Mình ăn chay mà con nó mua mấy cái món mặn về, nó cũng đi tới. Nhiều vậy con? Mua tiệm nào con? Mắc mớ gì tới mình? Bữa đó đâu phải ngại chuyện mình hỏi đó. Nhưng mà quý vị thấy không, Phật dạy hay lắm. Phật nói mình phát tâm thì có, mà trú tâm thì không. Để má đi niệm Phật là mình phát tâm niệm Phật, nhưng mà không có chú tâm niệm Phật. Mấy đứa nhỏ nó về nó ăn, mình đi ngang mình nói nhớ ăn ớt nha con, món này có ớt mới ngon con. Rồi xong rồi đi lần tiếp. Rồi mình đi ngang nó, mình thấy sao chén nước tương còn nguyên, nói má pha rồi đó con, vừa ăn lắm. Phát tâm thì có mà trú tâm không. Cho nên nó tại sao mà một trong những lý do đó mà Phật rành tâm lý nữ, cho nên Phật nói nữ đi tu một lần thôi. Tại vì Phật làm như vậy để mình phải trú tâm. Tại vì một cái tật của người nữ là tâm thì dễ phát mà rất khó trụ. Nghe đi chùa cứ phát tâm rần rần đi, nghe làm gì cũng rần rần làm, nhưng mà giận cái buông hết trơn. Ở đây không phải mình nói xấu, giữa thiệt vậy chứ nói gì xấu. Nhưng mà thưa đại chúng, là Phật nói, tại sao Phật nói là người nữ đi tu lần thôi, không phải Phật không thương mình đâu, nhưng mà Phật nói như vậy để mình sợ, mình trú tâm. Cho quý vị mới thấy, ví dụ như người nam, không phải mình khen, mà thường thường á, những cái gì mà đặc biệt á, thí dụ như ở những cái tiệm may đồ mà người ta may những cái đồ mà thượng hạng đặc biệt á, người nam. Những nhà hàng sang trọng nấu ăn mà ngon sang trọng ở trong bếp cũng là người nam. Tại vì sao? Khi họ làm cái gì á, họ để tâm, chú tâm cho làm nó viên mãn. Còn mình á, tại cái tâm mình nó rộng quá, chỗ nào mình cũng thầu hết. Cho nên cái tập nghiệp, cái đó là
Đức Phật có cái hay là Đức Phật chỉ nói để chúng ta nhận ra cái đó của mình, để chúng ta chuyển, chứ không có cái ý là ồ tại sao mình nói cái đó như là một cái là xấu. Không phải. Ví dụ như Phật nói chúng ta có tâm tham, Phật chỉ cho mình cái nào gọi là tham, mà cái nào gọi là tham mà tham xấu gọi là tham bất thiện, cái nào gọi là tham mà tham thiện. Tham á, nó cũng chưa chắc là xấu. Chưa chắc là sao? Thí dụ như tham hướng thượng. Tham hướng thượng là tham sao? Tham đi chùa, tham bố thí, tham giúp người, tham làm lành. Nhưng mà rồi Phật dạy phải tiết biết rằng mức độ nào. Thí dụ mình tham bố thí, nhưng mà phải bố thí trong khả năng, không nhất thiết phải đi mượn tiền tùm lum để bố thí. Phật dạy rất là rõ như vậy. Cho nên Đức Phật, nhiều khi Đức Phật phải dạy chúng ta là phải hướng dẫn cho mình. Mình thiện là đúng rồi, thiện là đúng, nhưng mình phải có tuệ quán với cái thiện đó. Thí dụ như con mình á, nó cứ xin tới nhà bạn nó cuối tuần ngủ. Có đôi khi mình muốn cho con mình nó được vui, nó thoải mái, thì ba lần cho cũng phải hai lần không. Nếu mình lúc nào cũng không, nó chán, nó thấy nó no life, và nó compare với bạn của nó, thì nó phản ảnh là như mình. Hoặc là nó nuôi một cái ý, mai mốt nó 18 tuổi, nó dứt khoát nó sẽ rời khỏi mình. Còn nếu như mình lúc nào cũng yes, thì sao? Nó sẽ coi thường. Nó coi thường cái đó. Cho nên á, mình thương con là tốt, nhưng mà phải có tuệ. Thậm chí mình tu hành cũng vậy. Tu là tốt, nhưng phải có cái tuệ nó soi vô cái tu đó, thì cái tu đó nó đúng chừng mực của mình. Ví dụ như mỗi ngày phát nguyện tụng 21 lần chú Đại Bi, nhưng bữa nay bệnh quá ngộ không nổi, tụng 3 lần cũng được, chứ Phật đâu có ngồi nói thiếu nghe. Nói đúng ra Phật không có quẩn. Phật không có rảnh đâu ngồi tính coi ai tu ít, tu nhiều, tu đủ, tu thiếu gì hết. Mà mình phải biết được cái hoàn cảnh của mình. Cho nên Phật dạy tu thiền là mình quán. Quán thân trên thân, quán pháp trên pháp, quán tâm. Mình phải biết được cái tâm mình nó đang vận hành như thế nào. Thậm chí có nhiều khi mình cho người ta mà bằng tâm niệm nào. Mình cho bằng cái tâm niệm là mình đang cầu danh lợi, hay là mình đang cầu cái tiếng tâm, nó có trong đó. Mình phải thấy cái đó để mình chỉnh cái tâm mình. Chứ còn thật sự nói không có phải đấy. Ồ cái này là tội, không có ai bắt tội mình hết. Cái vấn đề chúng ta tu là chúng ta muốn tự chỉnh mình. Và muốn chỉnh mình thì phải biết mình cho rõ để mình chỉnh cho nó đúng. Thí dụ như hôm nào á, mình khang tiếng thì đâu tụng kinh nói, tụng thâm, cái đó gọi là trì kinh. Còn hôm nào mình tiếng tốt, mình gì? Tụng kinh. Tụng là sao? Ê a có âm điệu. Còn lúc nào mình khang tiếng không được, không tụng, trì kinh. Niệm Phật cũng có bốn cách niệm. Niệm lớn tiếng cho ta nghe, ta niệm theo, gọi là cao thanh. Cao thanh trì danh. 4 giờ sáng ngủ không được, ngồi dậy niệm Phật. Niệm dùm lên hết. Con nó ngủ không được. Má làm gì má? Má niệm Phật con. Đừng nói tội con. Trời ơi, nó sợ nó nghe chữ tội là nó vô phòng lại rồi. Rồi nó chùm mình, nó đau khổ với tiếng niệm Phật của mình. Khi mình không trì danh được thì mình gì? Không, mình cao, không cao thanh được thì mình trì danh. Tâm mình còn loạn quá, để Phật trước mặt để quán tượng. Quán tượng. Đi một cái, đi lên xe bus hay đi một cái chỗ nào đó không có hình Phật để nhìn, quán tưởng. Nhắm mắt lại tưởng hình Phật. Trời ơi, người đẹp mình còn tưởng được mà. Chưa gặp người ta vẫn tưởng như thường. Bằng chứng, chưa gặp em, anh vẫn tưởng rằng. Vậy thì hằng ngày mình nhìn Phật là quán tượng. Đến khi nào ở một hoàn cảnh nào không có Phật tượng thì chúng ta quán tưởng. Rồi chúng ta nhìn thân tướng Phật là quán tướng, quán tưởng.
Đến khi nào, lúc nào miệng mình cũng niệm Phật, tâm mình cũng có Phật. Cái đó gọi là thật tướng niệm Phật. Đấy. Chưa tâm chưa thuần dùng sâu chuỗi lần, gọi là sổ châu niệm Phật. Sổ châu là đếm hột. Ngồi tê chân quá, đứng dậy kinh hành niệm Phật. A di chân trái, đà Phật chân phải. A di chân trái, đà Phật chân phải. Kinh hành niệm Phật. Hơi thở, hít vô A di, thở ra đà Phật. Nhất là ngủ không được đó, đừng có suy nghĩ. Càng suy nghĩ càng khó ngủ. Nằm im, A di hít vô, thở ra đà Phật. Cái đó gọi là gì? Sổ tức niệm Phật. Sổ là đếm, tức là hơi thở. Đếm hơi thở niệm Phật. Vậy thì quý vị thấy có lúc nào mình mất cái cơ hội kiếm phước không? Đâu có đâu. Tu trong mọi chỗ mọi nơi. Và mình làm được như vậy, tự nhiên mình mới thấy chỗ nào cũng là đạo tràng mình tu hết. Cho nên nói theo Ngài Duy Ma Cật, hỏi ông từ đâu tới? Nói tôi từ đạo tràng mà tới. Đạo tràng ở đâu? Nơi nào tâm thanh tịnh, hình tướng có tu hành, chỗ đó là đạo tràng. Ở nhà mình cũng là đạo tràng. Ví dụ như nó thay vì nó tôi ở nhà tôi tới, mà nãy giờ ở nhà tôi yên tĩnh, không có gây gỗ gì, trên nhà tôi như đạo tràng vậy đó. Nói anh từ đâu tới? Dạ con từ đạo tràng tới. Nói vậy để làm chi? Để giữ tâm mình. Từ đạo tràng tới nha. Nãy đạo tràng nhỏ, qua đây đạo tràng lớn. Cho nên tới chùa Công Quả, chuyện đầu tiên lên lại Phật. Lại Phật để làm chi? Để nhắc nhở mình, rồi lát xuống bếp. Ai tới chùa kêu là cái chánh điện, chứ chánh điện ít người lắm. Ở dưới chỗ kia thành chánh điện. Nói là chánh điện chứ thường thường chánh điện thấy cuốc ba cuốc rồi đi, không ít có ai ở lại lắm. Có cái chỗ chánh điện kia đông lắm. Chỗ đó tù dữ dội lắm. Cho nên á, cầu phước là ở rất nhiều trường hợp. Và khi mà cái gì đến mình, cầu đạo vô thượng, bảo hộ chúng sanh. Cho nên nói lời nào mà không tổn thương người khác, đó là bảo hộ chúng sanh. Nhắc nhở nhau đi chùa tu tập là bảo hộ chúng sanh, phước lớn. Cho nên có những vị tại sao ba gáo nước lên tấm Phật nha. Mình mà không biết là nãy giờ bị ba lớp bụi tham sân si, bây giờ lấy giới một gáo, định một gáo, tuệ một gáo. Nhưng mà nhớ là trường hợp ít người ba gáo. Trời này mà đông mà ba gáo lạnh chết. Gáo được không? Lên gáo nước. Đông quá ba gáo người ta chờ. Đã vậy rồi còn quỳ xuống hít hà một cái nữa. Rồi còn thò tay vô lấy một cái vuốt vuốt lên đầu. Ở Việt Nam mà các bà mà đi cái vụ này là bưng ngũ chao theo hết. Tới phiên mình cái mở nắp chao ra, thầy rót dùng con miếng. Rồi lót xong rót thôi, mà rót ra mà lỡ cái hũ, cái ly nào mà nó có bông chút cái đem ra nó đã. Ông thầy cũng thương bà hơn đúng không? Ông múc qua bà có bông nhiều của tôi. Cho nên rồi á, tắm Phật hết phiền não mà xin nước Phật về phiền não quá chừng. Không đúng. Chứ không cần phải thấm vô vuốt đầu vậy đó. Phật mỗi ngày so đảnh thọ ký cho mình rồi. Nguyện ngã kiến Phật ma đảnh ký, nhớ không? Cái câu mình hay đọc á, nguyện ngã kiến Phật ma đảnh ký là xin Phật hãy lấy cái tay mà thọ ký cho con. Trong cái cuốn Kinh Pháp Hoa mà cái câu mấy câu cuối quý vị hay lại đó. Nguyện ngã lâm dục mạng chung thời, nguyện A-di-đà Phật Thế Tôn, nguyện ngã kiến Phật ma đảnh ký, nguyện ngã dự tri mạng chung thời gì đó. Thôi xin chúc đại chúng có một mùa Phật đản thật an lạc, hạnh phúc. Và bắt đầu từ bây giờ mình có thể tổ chức
những cái buổi cơm ở nhà. Thầy, lễ nào mình cũng tổ chức tiệc hết. Tại sao lễ Phật đản không được? Tổ chức tiệc, lễ Phật đản, mời nhau ăn chay, nhắc, gửi những cái text cho nhau. Chị ơi, tuần tới đúng ngày đó, tháng đó lễ Phật đản nha, nhớ ăn chay nha, nhớ đi chùa nha. Nhắc với nhau như vậy, để biến cái ngày lễ Phật đản này mỗi ngày, mỗi năm sâu khắc trong tâm Phật tử. Phật tử mình hơi hời hợt cái lễ Phật đản này. Lễ gì cũng nhớ, lễ Phật đản quên. Chúc đại chúng an lạc. Và chúng ta hồi hướng. Hay như là Phật, trước khi chúng ta kết thúc thì chúng con một lần nữa xin tri ân Thượng Tọa Trụ Trì đã tạo duyên cho chúng con được về đây thăm chùa. Thật sự ra thì lúc thầy mua chỗ này, thầy có chở đi ngang mà thầy chưa có quẹo vô. Bữa nay mình mới được quẹo vô, rồi được thầy mở cửa đi vòng vòng. Cái thứ nhất, cái thứ hai là Pháp Hòa cũng có cơ hội được thăm quý Phật tử ở Calgary. Thì giữa Calgary và Edmonton sát bên với nhau, nhưng mà đôi khi Pháp Hòa ẩn thì quý vị hiện, Pháp Hòa hiện thì quý vị ẩn. Hôm nay Pháp Hòa hiện nguyên ngày. Nhờ vậy mới được gặp hết toàn thể đại chúng. Và hy vọng chúng ta được gặp nhau nhiều hơn để nhắc nhở nhau trên con đường tu tập. Và thưa đại chúng, ở ngoài đời cũng có hai việc thôi. Một là an cư, hai là lạc nghiệp. Cơ sở chùa Phổ Đức đã dần dần đến cái chỗ an cư rồi, phải không? Bây giờ quý vị hãy giúp thầy, trợ duyên cho thầy làm sao để mà vừa an cư mà vừa lạc nghiệp nữa. Phật tử ở Calgary rất là đông, đông lắm lần. Mà Phật tử Calgary rất có tâm, rất có lòng, mà tu cũng giỏi, mà phổi người nào cũng tốt. Pháp Hòa nói vậy là bằng chứng là mỗi lần tụng kinh với quý thầy, quý vị tụng rất là lớn, tụng rất khỏe, quý thầy đỡ mệt vô cùng. Tu rất giỏi, phổi rất tốt, giờ ráng tụng nữa để cho phổi khỏe hơn nữa, không bao giờ bị bệnh phổi. Xin chúc đại chúng tinh tấn an vui và mong gặp nữa. Thầy chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đều.